Sau trận thua bạc nhược 0-2 trước Rennes ngay tại Parc des Princes ở vòng 28 Ligue 1, PSG tiếp tục nhận trận thua ngay tại thánh địa của mình. Đối thủ lần này của họ là Lyon, đội sa sút khá nhiều ở mùa giải năm nay. Đội bóng của huấn luyện viên Laurent Blanc đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng và trải qua khởi đầu mùa giải bất ổn. Song, Lyon vẫn biết cách gây khó khăn cho nhà đương kim vô địch nước Pháp. Bàn thắng duy nhất ở phút 56 của cầu thủ vào sân thay người Bradley Barcola khiến PSG nhận trận thua cay đắng. Kylian Mbappé và các đồng đội kiểm soát tới 62% thời lượng bóng, tung ra 16 pha dứt điểm, 5 đi trúng đích nhưng không thể ghi nổi bàn. Ở chiều ngược lại, Lyon tung ra 10 pha dứt điểm, 3 đi trúng đích. Nếu Alexander Lacazette và các đồng đội chắt chiu hơn trong các pha dứt điểm, sư tử sông Rôn thậm chí có thể ghi thêm bàn từ các tình huống phản công. Điểm nhấn khác của trận đấu này đến từ việc Lionel Messi bị la ó. Ngay từ khi cầu thủ PSG khởi động chuẩn bị cho trận đấu, các khán đài ở Parc des Princes vang lên những tiếng la ó siêu sao người Argentina. Điều này dường như tác động đến màn trình diễn của Leo khi anh chơi khá tệ trong trận. Ngay cả huấn luyện viên Christophe Gauthier sau trận cũng bất bình trước màn la ó Messi của người hâm mộ. Những tiếng huýt sáo với Messi thật bất công. Cậu ấy thực hiện nhiều pha kiến tạo và ghi những bàn thắng quyết định trong mùa giải này, vì vậy tôi yêu cầu các cầu thủ khác giúp đỡ Leo, thuyền trưởng PSG nói sau trận. Bất bình vì bị la ó, Messi có lần thứ 3 liên tiếp chỉ trong vòng một tháng qua, bỏ đi thẳng vào đường hầm sau khi trận đấu kết thúc. Nhiều ngôi sao khác của PSG vẫn nán lại vỗ tay tri ân người hâm mộ sau khi trọng tài nổi hồi còi, nhưng Leo thì không. Đây có thể là động thái báo hiệu cho thấy tương lai của Messi tại PSG. Mbappé bất lực trên sân, tiền đạo người Pháp tiếp tục gây thất vọng khi lĩnh sướng hàng công PSG. Anh bị cô lập và không được sự hỗ trợ từ các đồng đội. Tương lai của Mbappé tại PSG tiếp tục bị đặt dấu hỏi. Trận thua trước Lyon là lần thứ 8 PSG thất bại trong năm 2023, con số gấp đôi cả năm ngoái 2022. PSG đang trở thành mớ hỗn độn thật sự ở cả trong và ngoài sân cỏ. Khoảng cách giữa họ với đội đứng thứ 2 Lens lúc này chỉ còn là 6 điểm.